Tập 4. Cha, nếu như cha thích như vậy thì cứ giữ lại đi. Mình đã kinh mạch ngũ hành theo như Tử Ngọc Phỉ Thúy, rõ ràng là luyện hết trong đó. Sao đột nhiên lại không có sức để mà đánh trả? Thật ra vấn đề xuất phát ở đâu? May mà lúc đó mình đã giữ lại một con, là một con giả trả lại cho Đặng Nhẫn. Cho dù là có người lấy được Tự Ngọc cũng không có ích gì. Nhưng mà rốt cuộc mình đã có sơ sót chỗ nào? Xem ra nếu mình muốn luyện võ công cái thế thiên hạ vô địch, dù thế nào cũng phải tìm lại cho được con Tự Ngọc Phỉ Thúy còn lại.
Đại nhân, đã khai ra chưa? Hồi đại nhân, hắn chỉ khai hắn họ La, tên Nhất Phi, là đường chủ của Thiên Ngưu Bang, tới tìm Tường Ngọc Phỉ Thúy, chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Ừ, tiếp tục hỏi, hỏi cho thật rõ ràng, làm sao biết được Vũ Tiểu Thần Tài có Tự Ngọc Phỉ Thúy? Còn nữa, trên giang hồ có bao nhiêu người đang rình rập Tự Ngọc Phỉ Thúy? Dạ đại nhân. thủ hạ bại tướng. Tại sao ngươi còn mặt mũi tới đây dương oai diệu võ chứ? Hôm nay chỉ là sơ suất thất thủ, ngươi đừng có quá đắc ý. Hay cho câu sơ suất thất thủ, đột nhiên không thể động đậy, không còn sức đánh, giống như người chưa từng luyện qua võ công. Ông Thái Bắc, ông đường đường là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, võ công của ông cũng chỉ có như vậy thôi hả? Đối phó với những tên nhãi nhép như người, ta không cần phải tốn nhiều sức lực. Lần này chỉ là thử sức thôi. Hôm nay ngươi rơi vào tay Cẩm Y vệ của ta, ngươi đừng có ở đó mà cứng mồm cứng miệng nữa. Mau khai ra, trên giang hồ có bao nhiêu người đang có ý đồ với Tự Ngọc Phỉ Thúy? Chưa hết, thật ra Tự Ngọc đã làm sao mà bị trao đổi? Ông Thái Bắc, ngươi là người thông minh, hỏi như vậy thật không thông minh chút nào. Nếu ta biết trước nó là giả, ta đâu cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Ông Thái Bắc, Tự Ngọc Phỉ Thúy là kỳ vật trong võ lâm, trên giang hồ ai cũng muốn có được nó. Bây giờ Tam Giang Ngũ Nhạc đã bắt đầu ra tay rồi, tới lúc đó ngay cả những tên trộm chó trộm mèo cũng sẽ nhúng tay vào. Người muốn đuổi cuộc giết tận, khó lắm, khó hơn lên trời nữa. Nếu không tin, chúng ta cứ chờ mà xem đi. Ta nói cho người biết, ta nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Tiếp tục tra hỏi, hỏi cho tới khi hắn khai ra. Dạ. Dạ. Con là con rể của ta, những lời khách sáo không cần phải nói. Nếu con đã vô sự, vậy thì cha có chuyện này muốn hỏi con. Tự Ngọc Phỉ Thúy mà Quách Thúc và Trình Thái Ngọc đem đi trao đổi, tại sao lại là giả? Không thể nào, là chính tay con đã đưa cho họ mà, không thể giả được. Phải đó cha, có khi nào nhầm lẫn không? Cha đã mượn Tự Ngọc về nghiên cứu, là thật là giả nhìn là biết ngay. Khi cha trả Tự Ngọc lại cho con bảo quản, lúc đó vẫn còn là thật, tại sao sau đó lại biến thành giả chứ? Cha, cha nghĩ xem, có khi nào là tên cướp hôm đó sau khi lén vào phòng chứa bảo vật của chúng ta, đánh tráo nó, che mắt mọi người hay không vậy? Ê, đúng đúng, nhất định là như vậy. Tam ca, Tam ca, huynh thấy đỡ chưa? Vẫn không thể được, rõ ràng là bị độc khí cản trở, không thể nào hoàn thành được ngưng tụ khí công. Nói vậy là chúng ta không thể nào vận dụng thập nhị chu thiên ép khí động này ra rồi. Tam ca, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Hay là như vậy, chúng ta nghĩ cách tìm người của Đường Môn để đổi lại thuốc giải. Không được, có chết quỳnh cũng không đổi. Sinh mạng quý giá, có câu giữ lại được khu rừng thì không sợ. Quỳnh đừng nói nữa, đừng nói là quỳnh chỉ có một sinh mạng, cho dù có cả ngàn cái mạng cũng không thể đổi Đường Môn. Đường Môn là tà giáo, niệm tưởng Ngọc Phỉ Thúy rơi vào tay của một chúng sẽ hậu quả khôn lường. Với lại tâm huyết nhiều năm của chúng ta uổng phí hết. Mùi hiểu khổ tâm của huynh, huynh là vị dân ngũ và cha già ở quê nhà. Không chỉ như vậy, còn có Tam ca. Đừng đụng vào huynh, khi đầu phát dù huynh có đau đớn thế nào cũng không được đụng vào, ngay cả y phục cũng không được. Mùi nhất định phải nhớ, có hiểu chưa? Tam ca, mùi không đành lòng, mùi không đành lòng nhìn thấy huynh bị dày dò đau khổ như vậy. Yên tâm, tam ca của mùi chịu được. Huống chi là sự đau đớn của huynh chỉ mới bắt đầu thôi, huynh còn phải chịu nỗi đau dạng tiễn xuyên tâm, bị đau kiếm chém dạng nhát. Mùi nhất định phải kiên cường, nếu không trên con đường chống gai còn dài này,
Mùi mãi mãi không thể nào đi hết, không trở về dân gia trang được. Mùi hiểu không? Ừ. Điệp Nhi, chúng ta rời xa quê nhà, ngàn dặm xa xôi, là vì cái gì? Bây giờ Tượng Ngọc Phỉ Thúy đang ở trong tay chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể uổng phí hết. Mùi biết chứ, nhưng mà mùi muốn cứu Quynh. Độc của đường môn thiên hạ đệ nhất, nếu không có thuốc giải của bọn họ, Quynh chỉ có còn nước chết thôi. Nếu như không thể đem Tượng Ngọc Phỉ Thúy bình an trở về nhà, Quynh thật sự chết không nhắm mắt. Tam ca, có lẽ Quynh không cần phải tuyệt vọng như vậy. Mùi có cách này, không biết có làm được hay không. Mùi nói đi. Mùi còn nhớ Quynh đã từng nói là 12 Tượng Ngọc Phỉ Thúy đó không những có thể nâng cao võ công, còn có thể chữa bệnh giải độc. Bây giờ những Tượng Ngọc Phỉ Thúy đó đang trong tay chúng ta, tại sao chúng ta không thử làm chứ? Đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Quynh đang nghĩ tại sao Tượng Ngọc Phỉ Thúy đột nhiên biến thành giả như vậy. Chỉ có hai khả năng thôi, một là trộm nhà, còn hai là trộm ngoài. Nếu như trộm nhà, tiểu thần tài có hiểm nghi lớn nhất. Nếu là trộm ngoài thì có dân tâm. Nếu là dân tâm ca, Quynh đế xông vào phủ tiểu thần tài cũng không được lâu cho lắm. Thực chất không có thời gian để có thể đánh tráo búp bê Phỉ Thúy giả. Quynh cũng nghĩ như vậy. Vậy vậy, người có khả năng lớn nhất đó chính là Đặng Nhẫn. Đặng Nhẫn này đánh tráo đồ của bản thân mình. Quynh ấy không phải người trên giang hồ, lấy giả đổi thật, lấy kỳ vật võ lâm này để làm gì chứ? Quynh cũng không thể hiểu. Ai ai cũng nói Tượng Ngọc Phỉ Thúy là võ lâm chi bảo, thực ra nó có gì mà quý báu tới vậy? Quynh thực sự là không biết sao? Ở trước mặt nữ gia các mùi đây, làm sao Quynh dám mạo nhận là người trong nghề? Thôi được, chị để mùi nói chuyện bí mật trong võ lâm này cho Quynh nghe. Trong Vô Tự Quyết có ghi chép 12 Tượng Ngọc Phỉ Thúy. Tuy nhìn bề ngoài không nhìn ra được nguyên cơ có trong đó, nhưng chỉ cần thông qua sự khúc xạ của ánh sáng thì có thể thấy sự kỳ diệu trong đó. Tượng Ngọc Phỉ Thúy với sự chiếu sáng của ngọn lửa có thể nhìn thấy kỳ kinh bát mạch được khắc ở trong tượng ngọc. Trong số kinh mạch đó lại có rất nhiều điểm nhỏ đánh dấu quyệt vị trên kinh mạch. Mười hai tượng ngọc Phỉ Thúy trong đó đã dùng thủ pháp điêu khắc rất tinh vi để khắc lên những chữ hàng nhỏ như đầu kim vậy. Trong đó giải thích làm thế nào phối hợp với sự vận hành của kỳ kinh bát mạch, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì có thể luyện thành võ công thiên hạ vô địch. Em gì người trong võ lâm ai cũng muốn có được nó hết. Kinh mạch và văn tự được giấu trong đó đã giải thích rõ làm sao sử dụng kim châm nguyệt vị. Một khi phối hợp với võ công cộng với tu luyện thì có thể chữa kỳ nan tạp chứng ở trên thiên hạ, chữa khỏi thương tàn độc bệnh trên thiên hà. Đây cũng chính là y thuật bảo điển. Đợi đã, chỉ cần có được 12 tượng ngọc Phỉ Thúy này, không những có thể xưng bá võ lâm mà còn có thể trở thành diệu thủ thần y. Mười hai tượng ngọc Phỉ Thúy này, nếu đã có các bí kíp võ công tuyệt thế, vừa là bảo điển có thể chữa bệnh giải độc. Đối với người chỉ có chút căn cơ về võ thuật, đối với người có chút nghiên cứu về y học,
Một khi có được 12 tên Ngọc Phỉ Thúy thì không phải đã có thể thiên hạ vô địch xưng bá võ lâm sao? Trên đời làm gì có chuyện thuận lợi như ý vậy chứ. 17 năm trước vì muốn tranh đoạt 12 tượng Ngọc Phỉ Thúy này, trên giang hồ đã nổi lên một trận cuồng sát vô tình, tử thương vô số. Nhưng mà sau đó không hiểu tại sao từ đó biến mất không còn xuất hiện nữa. Bây giờ nó đã tái xuất giang hồ, nhưng lại được cất giữ trong nhà của tiểu thần tài giàu nhất cả nước. Có lẽ ai cũng không ngờ được như vậy. Thật ra tiểu thần tài có được nó cũng không sao. Quynh đấy thực chất không biết đó là võ lâm chí bảo. Cho dù biết thì quynh đấy cũng đâu hiểu vạn văn. Vì vậy mà có được cũng vô ích thôi. Cái gì? Vạn văn? Ừ. 12 tượng Ngọc Phỉ Thúy này là được làm ra bởi hai vị tiền bối cao nhân. Một trong hai vị là cao nhân Tây Vực. Hai người họ trong một lần giao đấu với nhau đã trở thành sinh tử chi giao, không muốn để lại những gì mình đã không được cho hậu nhân. Vì vậy đó cùng cắt ra 12 tượng Ngọc Phỉ Thúy. Và vị cao nhân Tây Vực đó vì muốn độ hóa người có được bảo vật, cho nên đã cắt toàn bộ bằng vạn văn. Quynh đã hiểu rồi. Cao nhân Tây Vực này lo bảo vật rơi vào tay người ngoài, cho nên nếu muốn tu luyện được độc bá võ lâm thì cần phải học tiếng Phạn trước. Nếu muốn học được tiếng Phạn thì phải đọc hết kinh thư. Một khi đọc hết kinh thư, tự nhiên sẽ thay đổi tâm tính, sẽ không muốn làm ra chuyện xấu nữa. Quynh đúng là vừa nói đã hiểu. Không sai, cao nhân tiền bối đã suy nghĩ chu đáo như vậy, nhưng không bởi chúng ta lại đi tranh quyền đoạt lợi. Thật là không thể tha thứ. Nhưng mà có câu làm quá sẽ phản tác dụng. Nếu như luyện thành thì xưng bá võ lâm, nhưng nếu không thành thì sao? Tượng Ngọc Phỉ Thúy đã biến mất trên giang hồ mười mấy năm rồi. Vì vậy cho tới giờ ai cũng không biết nếu luyện không thành thì sẽ như thế nào. Có điều làm quá sẽ phản. Muội nghĩ chuyện gì cũng có hai mặt, là thiện hoặc ác. Tam ca, độc trong người huynh vẫn chưa được ép hết ra sao? Vẫn chưa. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ 12 tượng Ngọc Phỉ Thúy này không có ích gì hết? Không phải là nó vô dụng, mà là huynh đã uổng công rồi. Sao như vậy được chứ? Kinh văn trên người của tượng Ngọc này đều là phản văn, huynh đọc không hiểu, cứ nghĩ là vận công thất kinh bát mạch như trên đó khác là được rồi. Nhưng ai mà ngờ những phản văn này chính là tinh túy mấu chốt nhất. Bây giờ huynh chỉ có thể tụ độc khí lại với nhau, chứ không thể nào ép nó ra. Nếu như không thể vận công ép chúng ra được thì nhất định chúng cứ tái đi tái lại nhiều lần. Tam ca, nếu như có thể đọc hiểu được phản văn, hiểu được hàm ý viết trong đó, có phải có thể ép độc khí ở trong cơ thể ra không? Có lẽ là được. Tam ca, chúng ta đi. Chúng ta khó khăn lắm mới rời khỏi kinh thành, tại sao phải quay về? Kinh thành chắc chắn có người biết tiếng Phạn. Trình Thái Ngọc của Trường Phong Tiêu Cục mà. Chúng ta đi thôi. Không được, tìm ai cũng được, chỉ là không thể đến Trường Phong Tiêu Cục. Tại sao vậy chứ? Người có nghe dân ngụ nói là dân gia chúng ta cùng với hai nhà Quách Trình của Trường Phong Tiêu Cục là thế giao hai đời mà. Chính vì vậy cho nên càng không thể đi. Người không hiểu. Mười bảy năm trước, hai vị thế thú Quách Trình hộ tống cha huynh dập tượng Ngọc Phỉ Thúy về dân gia trang. Giữa đường có người cướp tiêu, hai vị thế thú vì bảo vệ cha huynh dập với bê Phỉ Thúy không mạng tính mạng,
đã hy sinh quên liệt. Từ đó về sau, Tưởng Ngọc Phỉ Thúy mất hết tung tích, biến mất từ lâu. Quỳnh Mũ Thiết Y và Quách Thúc trở thành những kẻ mồ côi. Dân gia chúng ta thực sự đã nợ họ quá nhiều. Chúng ta không mặt mũi nào đi gặp họ được. Chuyện này cũng đã qua biết bao nhiêu năm rồi. Nợ ơn báo ơn, nợ tình trả tình. Đã nợ thì nên phải trả. Nhưng mà Quỳnh cứ thấy hổ thẹn như vậy, không dám đối diện với Quỳnh Đệ Trình Gia và Quách Hút. Lỡ như Quỳnh và Dân Ngũ có bệnh hệ nào đó thì không phải đời đời kiếp kiếp đều phải nợ họ hay sao? Nhưng mà Tiểu Thực Tài và Quách Hút là bằng hữu tốt. Lỡ như Quỳnh ấy lật lòng muốn lấy lại búp bê Phỉ Thúy, không phải chúng ta sẽ trắng tay sao? Và lại giang hồ các phái đang chú ý chúng ta, ngang nhiên đến đó e là sẽ mang rắc rối cho Quách Hút và Trường Phong tiêu cùng. Tiểu Thực Tài đã tặng Tư Ngọc Phỉ Thúy cho muội, nó đã là của muội rồi. Bây giờ đi bước nào tính bước đó thôi. Tam ca, tình hình của huynh không thể kéo dài được nữa. Bây giờ muội đi chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức về kinh thành. Nếu chứ không phải Y Chi bắt chàng ấy đi trước, Tiểu Thần Tài nhà ta cũng không phải gặp họa như vậy. Người nên biết là Đặng Nhẫn là tướng công của ta, chàng ấy cũng là đông sàng khoái tế của Cẩm Y về, bị một người phụ nữ ức hiếp. Nếu như bị truyền ra ngoài, không những làm đặng phủ mất mặt, ngay cả mặt mũi của Cẩm Y về các người cũng không biết để đâu. Dù sao cũng phải nghĩ ra kế sách chứ. Phu nhân, ý của phu nhân là cha ta là chỉ huy sứ Cẩm Y về, với thân phận của ông ấy tất nhiên không tiện ra mặt rồi. Còn ngươi là tâm phúc của cha ta, ngươi nghĩ xem. Đập cho ta. Dạ dạ, dạ. Vị quan gia đây, yên chia tử phường của tôi, một không nhiễu dân, hai không nợ thuế. Các người vô vừa đánh vừa đập phá, cũng phải cho tôi một lý do chứ. Có người tố cáo cô nghênh ngang ngoài đường, ức hiếp lão bá tánh hiền lành. Tôi thấy người ức hiếp lão bá tánh là Cẩm Y Vệ các người mới đúng. To gan! Cẩm Y Vệ ở đây mà dám ngậm máu phun người, cho thấy ngày thường trong mắt người thực chất không có dương pháp. Bắt lại cho ta. Ai dám bắt? Ký bắt Tâm Lan. Có. Bảo vệ rừng hoa đào của ta. Dạ. Hơi. Gia gia ta nói, người còn đau còn, người mất đau mất. Mau nói rõ ràng đầu đuôi sự việc cho bổn cô nương nghe. Nếu như không, ta sẽ một đau kích liễu ngươi. Cẩm Y Vệ đến đây, không nói tiếng nào đã đập phá ở đây tan nát. Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ Trương Bưu. Phó Thiên Hộ? Các ngươi ăn cơm triều đình, làm việc cho triều đình, suốt ngày không làm việc đàng hoàng mà chỉ biết ức hiếp lão bá tánh. Nói, là ai phái người tới hả? Cả bây giờ phụng lệnh hành sự, ai phái cũng như nhau. Dĩ nhiên là khác rồi. Nếu như là ông Thái Bắc phái người tới, vậy thì nhất định phải có công văn làm bằng. Nếu như là ông Tích Chu, thì là cô ta công báo tư thù, trả thù trút giận cho tướng công của cô ta. Nói, là ông Thái Bắc hay là ông Tích Chu? Ngươi đã từng nghe nói quyết thủ Yên Chi ta, nhất định biết ta là người không mềm lòng nương tay. Nói. Tôi nói đúng vậy, là ông Tích Chu đã phái chúng tôi tới. Hả? Cô ấy mời cô tới đặng phủ nhận lỗi và xin lỗi. Hãy tha mạng. Là vì ta đã bắt tướng công người đầy mùi tiền hôi thối của cô ta.
Sao không nói từ sớm? Từ lâu ta đã muốn trở lại phủ tiểu thần tài đó xem sao rồi, đâu cần phải rình rang tới như vậy. Điện chi cô nương, phu nhân nhà chúng tôi đang chờ cô nãy giờ, mời. Đốc, nếu như đã mời bổn cô nương đến, sao mà đường đường là phủ thần tài, ngay cả lễ phép rót nước bưng trà cũng không có gì. Trương Bương. Dạ. Đừng trông vào bọn họ nữa. Cả đám mang hại không làm được việc này đã là thủ hạ bại tướng của tôi từ lâu rồi, không cần phải dùng vũ lực để hù dọa tôi. Con gái của chỉ huy sứ trong mắt của tôi hả? Không đáng một đồng nào. To gan. Gan của tôi không lớn lắm, chỉ đủ chí khí thôi. Khi gặp phải chuyện không có lý lẽ thì tôi sẽ rất là ngang nhiên dõng dạc, không sợ gì hết. Cẩm Y về là mệnh quan triều đình, người nói với ta như vậy, ta có thể kêu cha ta bắt người vào địa lao bất cứ lúc nào đó. Quả nhiên là lấy công chế tư báo thù mà. Tôi nói cho cô biết, bổn cô nương không phải bị hù cho tới lớn đâu. Cô đã đập phá tủ vườn của tôi, đánh người của tôi bị thương. Món nợ này cho dù có đến trước mặt hoàng thượng, tôi cũng sẽ tính với cô cho thật rõ ràng. Ta lớn từng này, ngay cả đặng dẫn cũng không dám nói với ta như vậy. Người chán sống rồi phải không? Là cô đã mời bổn cô nương ta tới đây mà. Đã đến đây rồi, vậy thì phải để cho cô biết rõ bổn cô nương. Con gái bị cha chiều cho hư, không phải ai cũng dễ tính chịu nhẫn nhịn như là tử thần tài của cô để cô ức hiếp vậy đâu. Sao người không xem tử đây là đâu chứ? Người dám ở đây ngông cuồng, ta để cho người bò ra ngoài. Cha của cô không dạy cô sao? Mời thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Hôm nay cô không những phải nhận lỗi xin lỗi, mà còn phải bồi thường tổn thất của tử phường. Bằng không thì tôi sẽ ở đây ăn uống của cô không đi đâu hết. Cô hả? Hả thế nào? Bộ mặt giận dữ của cô thiệt là xấu quá đi. Hèn gì đặng nhẫn suốt ngày ở bên ngoài phong qua tuyết nguyệt, ngay cả nhà cũng không chịu về. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Phải đó, cô đã đánh người ta thế nào thì tôi đánh cô lại như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải thay cha cô dạy dỗ lại đứa con gái bị chịu hư như cô. Ngươi muốn phản sao? Người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Hôm nay ta muốn xem ai có thể ngăn cản được bổn cô nương này. Bắt sống ả, đừng để ả chạy thoát. Có nhiều người không muốn tôi đi như vậy sao? Để muốn giữ tôi lại làm khách hả? Cô chính là quyết thủ Yên Chi hả? Đúng vậy, ta chính là Yên Chi. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc có lẽ là làm quan phải không? Nhưng mà ta trước giờ không thích làm quen với những người làm quan. Hãy tự khai báo danh tánh đi. Cẩm Y Vệ Tả Khiêm Sự, Khúc Tinh Võ, Phụng Lệnh Hành Sự. À, hai ngươi cùng có một bộ dạng, ngươi cũng là phụng lệnh hành sự. To gan, ta là Cẩm Y Vệ Hữu Khiêm Sự Đinh Diêm Sơn. Ngươi đúng là có mắt không tròng, ngay cả Nhất Tiên Song Câu hay của đệ ta mà ngươi cũng không biết à? Bổn cô nương mới vừa vào giang hồ, cái gì mà tiên câu gì đó ta không quen biết, nhưng mà có thể đầu quân Cẩm Y Vệ xem ra cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Ngươi, ngươi gia đồ chết tiệt dám ngông cuồng, bắt ả ta lại. Dạ. 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 Dạ.
Khắp cả nước này, ngoài hoàng thượng ra, hoàng thái hậu vẫn chưa có ai dám đánh ông Tích Chu ta. Hôm nay ngươi đúng là tự tìm đường chết rồi. Cái tát này là tiền vốn. Cái tát này là tiền lãi. Các ngươi người đông thế mạnh, Yên Chi ta hôm nay có nghĩa là chịu thiệt. Muốn chém muốn giết tùy cô thôi. Được, hôm nay ta cho ngươi toại nguyện. Ngươi đâu? Phu nhân. Không giết được, dù có thế nào cũng không thể giết người được. Phu nhân, dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn của Quách thiếu gia mà. Nếu như làm lớn chuyện này thì phải ăn nói thế nào với hai thiếu gia chứ. Hay là để êm chuyện này thì tốt hơn. Cho dù không thể giết cô ta, ta cũng sẽ không tha cho ả nhà đầu chết tiệt này. Món nợ này ta nhất định phải tính rõ từng món một. Đưa cô ta xuống hầm đi. Dạ. Đi. Sở Sở đi rồi à? Dạ phải, đi rồi. Trước đó tôi cũng nhìn không ra cô ấy có chỗ nào đó không được ổn. Không chào từ biệt một tiếng nào, đã đi trong đêm rồi đó. Ngay cả đồ đạc cũng không mang theo nữa kìa. Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không? Tôi đã cho thủ hạ của mình tìm khắp cả kinh thành rồi. Tìm khắp cũng không tìm thấy. Tôi nghĩ là chắc là ra ngoài thành rồi. Hay trời ơi, Sở Sở này, uổng cho tôi xem trọng cô ta, uổng công thương cô ta mà. Trưởng quầy, Trình đại tiểu thư đã tới. Ôi trời ơi, Trình đại tiểu thư. Ôi trời ơi, đã lâu không gặp. Hôm nay cô tới trả tiền hả? Tôi đi lấy giấy nợ, tiểu phụng rót trà. Dạ. Không cần đâu, tôi đến không phải để trả tiền. Không phải trả tiền à? Vậy là tới mượn tiền nữa à? Ê. Cũng không phải. Hôm nay tôi tới là muốn thương lượng với Lý trưởng quầy một lát. Tháng này tôi hơi kẹt tiền một chút, tiền lại có thể cho thêm vài ngày nữa không? Được rồi, Trình đại tiểu thư đã đích thân mở miệng, tôi nói không được sao? Nhưng mà tôi không phải là ông chủ, thật tình không thể làm chủ được. Nói thật là Tiền Trang và Tiêu Cục đã qua lại mấy chục năm, hai vị lão trưởng quầy trước đây đều rất có chữ tín. Tôi biết chứ, Tiêu Cục hiện giờ không còn như trước đây nữa. Thiếu cục chủ suốt ngày vui chơi bên ngoài. Trình Thiết Y ca ca của cô cũng đổi nghề làm than rồi. Tiêu sư cũng đã bỏ đi phần nữa, đều nhờ vào một cô gái như cô gồng gánh. Cô thật vất vả. Quách Húc. Quách Húc à? Thiết Y, cậu về rồi à? Quách Húc. Quách Húc hắn đâu rồi? Vừa mới sáng sớm, cậu ấy đã cùng Tiểu Bành Dương gia cưỡi ngựa đi rồi, cho tới giờ vẫn chưa về. Vậy tôi chờ hắn. Ca. Lục Thúc, Thúc cứ đi làm đi, con cùng ca ca chờ Quách Húc về. Được. Thái Ngọc, huynh đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, không cần muốn ở đây với huynh đâu. Ca. Thái Ngọc, hôm nay đi cưỡi ngựa thật sảng khoái. Thiết Y, không ngờ huynh còn có tâm trạng ra ngoài cưỡi ngựa được. Làm người như huynh đây đúng là hết thuốc chữa rồi. Không lẽ trong lòng huynh ngoài bản thân ra thì không còn người khác, không còn Tiêu Cục nữa, có phải không? Tiêu Cục làm sao? Còn giả ngu giả khờ với tôi. Lần trước trong tiệc rượu đầy tháng của con trai Lục Thúc, tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích hợp với chiếc ghế thiếu tiêu chủ, bằng lòng nhường lại. Câu nào cũng đều là thật lòng. Nếu quên bằng lòng thì chúng ta ngồi xuống uống chung trà từ từ nói. Nếu như quên không bằng lòng, chúng ta đường ai nấy đi, không miễn cưỡng lẫn nhau. Vì Thái Ngọc, hôm nay tôi không những phải miễn cưỡng huynh, tôi còn phải dạy dỗ huynh. Ca, đừng làm vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Thiết Y à, Thái Ngọc,
Có chuyện gì mà Thiết Y nổi giận vậy? Tiêu cục xảy ra chuyện gì? Muội nói thật cho huynh biết đi. Chuyện đó không có nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua ca ca muội nghe được một số tin đồn, nói là tiêu sư chúng ta đã bỏ đi hơn nữa, tiêu cục sắp sụp đổ rồi. Thực ra là hiểu lầm, các tiêu sư chỉ ra ngoài áp tiêu ngắn ngày thôi. Vậy theo những gì muội nói, tiêu cục thu không đủ chi cũng là lời đồn sao? Thu nhập hiện giờ của tiêu cục quả thật ít hơn trước đây, nhưng mà miễn cưỡng vẫn có thể đủ chi tiêu, không cần phải lo lắng. Huynh không tin tôi thì cũng phải tin những gì Thái Ngọc nói chứ. Thái Ngọc đã nói là không cần phải lo mà, cho nên sau này huynh không cần phải phụng mang trợ má với tôi nữa. Huynh qua đây. Không thể phú quý không phải số phận, chỉ do lời biến khó thành việc lớn. Vừa tham thi tử vừa liếm qua, huynh muốn cả đời này đều sống như vậy sao? Nếu như có thể đạt được cảnh giới như vậy, thật đúng là thần tiên sống rồi. Chỉ là diễn cớ thôi. Cái gì mà thần tiên sống? Huynh thực chất chỉ muốn chết trong ảo mộng thôi. Tôi sống thế nào không liên quan gì huynh. Quách Húc, tôi thật mong muốn đời này kiếp này không quen biết huynh, nhưng số phận cứ buộc chúng ta lại với nhau. Quách Húc, không lẽ huynh đã quên cha của chúng ta chết thảm thế nào sao? Huynh cứ ăn chơi không lo cho tiêu cục, chỉ biết sống trong ảo mộng, làm sao huynh ăn nói với người cha đã mất đi? Còn nhớ hồi nhỏ, cha tôi thường dạy tôi làm người phải hiểu sự đời. Bây giờ tôi tự chọn cuộc sống cho riêng mình, tôi nghĩ cha tôi nhất định tôn trọng tôi. Huynh thực chất đang trốn tránh trách nhiệm của mình, huynh chỉ diện cớ thôi. Được, coi như huynh không muốn gánh lấy trách nhiệm của tiêu cục, nhưng còn thù giết cha thì sao? Rốt cuộc ai đã hại chết cha của chúng ta? Quyết phải thâm thù như vậy, huynh có thể bỏ qua không lo sao? Huynh hãy nói đi. Sao vậy? Có phải là huynh thấy hổ thẹn không? Khi cha của chúng ta chết, chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Ngoài cái tốt của cha, những gì khác tôi quên hết rồi. Chúng ta phận làm con cái, tận hiếu là bổn phận. Huynh không quản được tiêu cục, không trả được thù cha, không lẽ huynh không sợ người trên thiên hạ nói huynh bất hiếu hay sao? Được thôi, nói đi. Cứ để người trên thiên hạ chỉ trích Quách Húc tôi bất hiếu như thế nào, tôi thật sự không quan tâm. Huynh nói mình hiếu thảo, không bao giờ quên thù giết cha, vậy tại sao không tiếp quản tiêu cục đi? Áp tiêu phải bung ba đại nam giang bắc, phải chịu phong ba bão táp, sống những ngày ăn gió nằm sương, luôn phải đối mặt với chém giết đầy máu, ngủ không được yên. Quách Húc tôi không muốn cuộc sống như vậy. Cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi. Nhớ năm xưa cha của chúng ta ra ngoài áp tiêu, người làm con cái chúng ta chỉ biết chờ đợi, chờ suốt nửa đêm không thấy cha trở về. Kết quả chúng ta chờ được cái gì? Chờ được người ta khiến xác họ về, là những cái đầu được mang về không thể mở mắt nhìn chúng ta được nữa. Chính vì cha của chúng ta đã chết một cách không rõ ràng, vì vậy hai chúng ta càng phải nên người hơn chứ. Tôi không muốn nên người như vậy. Nỗi đau mất đi người thân, huynh và tôi, còn có Thái Ngọc nữa, chúng ta đã trải qua một lần rồi. Không đi áp tiêu, ít ra chúng ta vẫn còn sống. Thái Ngọc cũng không cần phải tiễn biệt hai chúng ta. Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn. Quynh có đồng ý hay xem thường tôi, tôi đều không quan tâm. Quách Húc, Quách Húc, Quynh đứng lại cho tôi. Quách Húc à, Quynh như là sao hối hận.
đã xảy ra chuyện gì? À, Phong gia, cuối cùng huynh đã tới. Chuyện gì đâu? Sáng sớm hôm nay có rất nhiều cẩm y vệ đến đây, không nói tiếng nào đã đập phá ở đây tan nát luôn á. Đó là gì? Yên Chi đã bắt cóc tiểu thần tài phải không? Nói là phải xin lỗi người ta, nhưng mà nhận lỗi xin lỗi đâu cần phải đi suốt cả ngày chứ. Chuyện không hay rồi. Với tính cách Yên Chi sẽ không chịu xin lỗi người ta đâu. Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Đi tìm cẩm y vệ, tại sao quên ấy đi chứ? Trời ơi, ngốc quá đi. Phong gia chắc chắn đi tìm Yên Chi cô nương rồi. Phải ha, cẩm y vệ ấy đó là đi vào miệng cọp đó, Phong gia chắc chắn chống không lại. Nào hai đứa tụi bay, mau đi tìm Quách Hút tới giúp đi. Đứng lại. Có người tới nha môn cáo trạng, nói các người tự nhốt dân nữ, vì vậy ta tới kiểm tra một lát. Việc của cẩm y vệ cũng tới phiên một bổ đầu nhỏ bé như người tới quản sao? Tuy tôi chỉ là một bổ đầu rất nhỏ bé, nhưng tất cả chuyện ở đây đều do tôi quản lý. Nếu không thì tôi không thể nào giao phó với khổ chủ đã cáo trạng được. Vậy thì ta không có xấu.